Hello cả nhà, mời cả nhà ăn bún chả giò nha. Đây, rồi bún chả giò, rồi đậu phộng nè, chả giò nè, đây một tô nè. Giá mình tự nhà làm nha cả nhà. Đó, bún chả giò ăn với mắm, trời ơi, với đậu phộng ngon dễ sợ luôn. Giá tự nhà làm cả nhà. Giá ngon không? Quá trời ngon luôn. Giò vô. Dạ. Phải là kéo cắt chả giò. Đi. Chấm nước mắm chả giò. Ui. Chấm nước mắm chả giò. Chả giò. Đây chả giò chay cả nhà. Giòn cũng rất là ngon. Ngon bá cháy luôn. Trời ơi, quất một tô bún luôn. Bún chả giò. Ngon không? Ngon chả giò. Wow, mời cả nhà. Ngon quá. Bữa nay thức dậy sớm nè. Giờ nấu món chả giò. Bún chả giò ăn sáng cả nhà. Trời ơi nó ngon. Ngon dễ sợ luôn cả nhà. Bún cũng ngon nữa nè cả nhà. Chả giò cũng ngon luôn. Đó. Gao thì vườn nhà rồi. Gao thơm thì nhà. Giá cũng làm ở nhà luôn. Trời ơi. Không. Hết sảy luôn cả nhà. Trời ơi. Cả nhà nha. Lâu ổn cái món này. Lâu ổn cái ăn bún chả giò. Ngon dễ sợ luôn. Ok, chào cả nhà nha. 3,